xuân qua thôi về, làm sao cho như vậy từ nay luôn không về. Đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liêng, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh, sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng ra vẫn còn lòng tưởng kính. Truyền thông công lý, thanh chính trị giáo dục quốc gia, kết nối người Việt trên khắp thế giới, giải mã sự thật từ thế giới trong suốt 10 năm qua. Truyền thông công lý được phát sóng định kỳ vào thứ 6 hàng tuần trên Facebook Truyền thông công lý. Truyền thông công lý, nơi sự thật được tôi đọc. Đỗ Tuyết xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Sau đây là thông báo của Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Trân trọng kính mời quý giới chức, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, quý đồng bào, quý bạn trẻ và anh chị em đến tham dự lễ ra mắt Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu tại Melbourne, Úc Châu. Đại hội được vinh dự dưới sự chủ tọa của Tổng thống Đào Minh Quân, được tổ chức tại Happy Reception, địa chỉ số 199 Sunshine Road, Tottenham, Victoria 3012, từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 14. năm 2019.
Chúng tôi rất hân hoan chào mừng quý vị đến dự đại hội. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức qua số điện thoại đại biểu Pha Lê cộng 614-20-486-228, thành viên Hoàng Tôn cộng 6141-356-7537, đại biểu Hương Đỗ cộng 614-285-60931, đại biểu Tammy Quỳnh cộng 951-375-6228, đại biểu Huệ Lâm cộng 1-587-436-9908. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Thông báo của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Văn phòng Thường trực Lấy Lại Đất Tổ, Không Làm Khổ Dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo Ngày Hồi Hương của Tổng thống Đào Minh Quân. Website www.don.tổngthong.com. Ngày 12 tháng 8 năm 2019. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, nhờ sự kiên trì hoạt động của Bộ Thông tin, của các chương trình truyền thông công lý, Cánh Chim Hòa Bình, Cục Dân Vận, vân vân, và sự thuyết giảng của quý tướng lãnh, quý giới chức, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời như đại biểu Kim Lan, đại biểu Triệu Thị Trinh, đại biểu Pha Lê, đại biểu Nguyễn Ngọc, của học giả Lâm Minh Sơn, nhà trí thức Hoàng Tôn, hào kiệt đương thời Đông Tà, của vị võ sư dân trấn Na Uy Francis Sovan, và những anh thư hào kiệt yêu nước trong nội địa, nên người dân càng biết nhiều về Tổng thống Đào Minh Quân, đã củng cố niềm tin của đồng bào và thể chính nghĩa quốc gia, giúp cho phiếu trưng cầu dân ý gia tăng mạnh mẽ. Dựa vào kết quả phiếu trưng cầu dân, nhập vào hệ thống trung ương của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời đang gia tăng ồ ạt, chúng tôi và đồng minh đang nghiên cứu kế hoạch đưa Tổng thống Đào Minh Quân hồi hương. Xin mời quý đồng bào, nhân sĩ và các trẻ Việt Nam yêu nước, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cho biết ý kiến tại website www.don.tổngthong.com để quyết định lựa chọn một trong ba địa điểm sau đây để tập trung. 1. Phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. 2. Dinh Độc Lập, Sài Gòn. 3. Hải cảng Cam Ranh, Nha Trang. Tin tức hồi hương sẽ được loan báo tại các website của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời và Facebook của Tổng thống Đào Minh Quân trước 30 ngày, giúp đồng bào kịp chuẩn bị cờ xí và mời gọi thân nhân, bạn bè cùng đón tiếp. Trân trọng thông báo, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, don.tổngthong.com. Đó là một tin vui phải không quý vị? Khi sau đây Đỗ Tuyết xin tạm ngưng, khi nào có những cái thông báo rất là nóng hổi, rất là hay của chính phủ thì Đỗ Tuyết sẽ xin gặp lại quý vị. Xin hẹn kỳ sau. Xin trân trọng kính chào.
bình tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình, đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình, đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.